Chào các bạn, mình là Thầy Hữu Sang và ngày hôm nay mình lại tiếp tục mang mini studio ra ngoài quán cà phê để setup giờ online. Thì phiên bản ngày hôm nay hoàn toàn mới. Mình thay hai cái phần tripod để gắn micro và camera bằng hai thanh nối dài của Ulanzi mã là LS06 và mình kết hợp đó với kẹp Ulanzi R094. Đó. Và như vậy mình có một cái setup trên một cái chiếc bàn tròn có diện tích tương đối nhỏ ha. Và nếu mà mình sử dụng tripod với cái chiếc bàn này giống như những phiên bản trước đây thì nó sẽ gây rất là vướng víu tay, nó mình sẽ không thể nào để tay lên bàn cũng như là gõ phím trong quá trình dạy online được. Còn đối với cái setup này, như các bạn thấy ha, là tay mình cực kỳ thoải mái, mình có cả một cái phần không gian để mà mình có thể gõ bài dạy online đấy. Và cái phần kẹp Ulanzi R094 này nó cực kỳ là chắc chắn, do vậy là nó sẽ rất là đáng tin cậy. Chúng ta sẽ không phải lo lắng về cái việc là cái khớp á, nó tự nhiên nó nhả ra và nó làm đổ micro hay là camera. Đấy. Thì các bạn nghĩ sao về setup mini studio mới của mình? Comment cho mình dưới ha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.